Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của tám giải thoát, thế nào là tướng thật tế của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của tám giải thoát, đó là tướng thật tế của tám giải thoát không có giới hạn của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Đó gọi là tướng thật tế của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược, quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của bốn niệm trụ, thế nào là tướng thật tế của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của bốn niệm trụ, đó là tướng thật tế của bốn niệm trụ không có giới hạn, của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, đó là tướng thật tế của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng thật tế của pháp môn giải thoát không thế nào là tướng thật tế của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của Pháp môn giải thoát không, đó là tướng thật tế của Pháp môn giải thoát không, không có giới hạn của Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đó là tướng thật tế của Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của năm loại mắt, thế nào là tướng thật tế của sáu phép thần thông, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của năm loại mắt, đó là tướng thật tế của năm loại mắt, không có giới hạn của sáu phép thần thông, đó là tướng thật tế của sáu phép thần thông, các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn.